mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bố thí không đúng sẽ là trộm cắp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16. Tham sân si cũng do hoàn cảnh tạo nên, thời thế tạo anh hùng, hoàn cảnh tạo nên con người tốt hay xấu. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa, có một người ăn cướp, bị cảnh sát bắt được, sau đó bị xử án tử hình. Trong ngày cuối cùng, người bị án tử hình được thỏa mãn bất cứ điều gì mà họ mong muốn, như muốn hút thuốc, muốn ăn thức ăn ngon, vân vân. Họ có thể yêu cầu được một điều, người này không yêu cầu gì cả, chỉ ước ao được gặp người mẹ. Đương nhiên, lời yêu cầu ấy được chấp thuận và ai cũng thông cảm điều này. Khi người mẹ đến pháp trường, người này vội vàng ôm người mẹ khóc ngất. Nhưng sau đó, người mẹ bỗng la hét lên thật lớn, khuôn mặt biểu lộ sự hãi hùng. Và người ta thấy người mẹ bị đứt một tai, máu chảy ra lênh láng. Người bị án tử hình đã cắm đứt tai của bà. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu nguyên do. Người ăn cướp này nói rằng, quý vị giết tôi oan lắm, quý vị nên giết bà này mới đúng hơn. Mọi người hỏi cớ gì? Người này bèn thuật lại, bà ta là người đã chỉ dạy cho tôi làm những chuyện xấu hèn đó. Lúc còn nhỏ, một hôm tôi vô tình đem cây viết của người bạn học cùng lớp về nhà. Chỉ mượn tạm, nhưng sau đó quên trả, và người bạn cũng quên không đòi lại. Tôi thưa lại với mẹ về việc ấy, và bà ta dạy rằng nếu người bạn không đòi thì cứ lấy dùng đi, sau này cứ việc mượn đồ của người ta, và nếu họ quên đi thì đừng có trả. Nếu họ không cho, nhưng khi mình cần đến thì cứ lén lấy dùng, không cần hỏi cũng không sao. Từ những việc nhỏ nhặt như hôm nay lấy cục gôm, ngày mai lấy cuốn sách, hôm sau lấy món đồ khác. Rồi sau đó, tôi bắt gà, thỏ, ăn cắp rau cải, thức ăn, tiền, rồi trộm cướp, và sau đó nữa, tôi giết người. Vì có khi trong lúc hoảng hốt, bị người ta rượt đuổi nên bắt buộc phải giết. Bởi vậy, hoàn cảnh trở thành nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu như hồi xưa, lần đầu tiên lấy đồ của người bạn mang về nhà, mà bị bà ta đánh cho một trận nên thân, dạy dỗ lần đó, thì tôi đâu dám tái phạm làm những chuyện lớn hơn nữa. Ngược lại, bà ta lại khuyến khích tôi ăn trộm và không chỉ dạy làm chuyện gì khác hơn. Vì khi còn nhỏ không biết điều này nên dần dà nó biến thành thói quen, thấy ăn cắp dễ hơn làm việc. Mỗi lần ăn trộm, càng được nhiều đồ về thì bà ta càng vui mừng, càng khuyến khích và thương yêu tôi hơn. Cho nên tôi tưởng rằng làm như vậy là đúng. Tôi phạm tội cũng là vì bà ta. Cho nên quý vị xử án giết tôi thì oan ức cho tôi lắm. Bổn phận của cha mẹ không dạy dỗ con cái nên người thì hậu quả tai hại sẽ xảy ra như vậy. Hoặc hoàn cảnh sẽ biến đổi chúng ta thành người tốt hay người xấu. Đó là lý do tại sao sống trên thế gian này tu hành mới khó khăn như vậy. Xã hội tràn đầy những thứ người vô minh, trong khi ấy duy chỉ có một mình, không muốn va chạm vào sự dơ bẩn thì không phải là chuyện dễ dàng. Người mình chẳng có vết nhơ, nhưng mọi người cứ mãi ném bùn dơ lên người mình, có phải vậy không? Hoặc bôi bùn vào người thì mình cũng bị dơ luôn, như quý vị mặc y phục trắng đứng gần người thợ hồ hoặc người nông phu, nếu không để ý, nhỡ đụng chúng họ thì y phục bị đen đúa ngay, không cần mình phải làm dơ, có phải vậy không? Giống như vậy, chúng ta sống trên thế giới này cần phải ý thức một chút. Quý vị không cẩn thận gì cả, bị thế giới này buộc chặt một cách trắng trợn, bị cột ngay trước mặt, làm như mắt bị mù, nhìn không ra. Đến thế giới này rồi ngỡ rằng
đồ vật ở đây thuộc về của mình. Bất cứ vật gì cũng cho là của mình, cho nên bị mọi thứ quấn cột lại, hiểu không? Chúng ta bám lấy các đồ vật chất hoặc những người vô thường này. Cuối cùng, chính những thứ đó ràng buộc chúng ta lại. Chúng nắm lấy chúng ta, chứ không phải chúng ta nắm lấy những thứ đó. Hầu hết mọi người không có thận trọng, đi đến đâu cũng bị cột chặt ngay lập tức. Thí dụ, có một vị đồng tu nọ lúc đầu định đến đây vừa có thể trông nom nhà cửa và vừa có nơi thuận tiện cho sự tu hành vì nơi đây có nhiều gian phòng. Đối với người tu hành, ở đâu cũng không ngại, chỉ cần một cái giường, có mái nhà che nắng gió là toại nguyện lắm rồi. Rốt cuộc, vị này không đến đây ở mà lại đến chỗ khác, sau đó không có thời gian để tọa thiền vì nơi đó có trẻ con khóc ê a cả ngày lẫn đêm, hoặc người lớn khác nhờ và họ trông nom hộ giùm trẻ con vì họ bận giùm cơm nên vị này từ chối chẳng đặng đừng. Không trông chừng đứa bé thì thấy không có vẻ lịch sự lắm, hoặc đứa bé khóc thì ông cũng không thể nào bịt lỗ tai lại được. Một cách ngẫu nhiên, người này lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ chỉ vì không nỡ từ chối. Lúc đầu, vị này định đến đây tu hành, rốt cuộc ở chỗ đó còn tệ hơn ở nhà, bởi thế rất dễ bị trúng kế. Đã đến trước cửa đạo tràng rồi mà còn bị rớt, huống chi ở ngoài xã hội thì làm sao tự cứu mình đây, có phải vậy không? Ở trước đạo tràng có đất rộng và nhiều gian phòng mà không chịu ở, lại chen chúc ở nơi đó để cả ngày ẵm con nít, bị đủ thứ chuyện làm ồn. Đó là nhà của người ta, tại sao đến đó ở chi vậy? Trước kia nhà đó trống, và vì hoàn cảnh bất đắc dĩ lắm nên tôi phải đến đó ở. Quý vị có thể thấy rằng tôi vì quý vị nhẫn nhịn đến mức độ nào rồi. Tôi đã không thổ lộ một lời, hôm nay chỉ luôn tiện nói ra thôi. Nếu không, quý vị tưởng rằng tôi thích nơi đó, rồi mọi người đều ùn ùn đến đó ở. Vì đệ tử nên tôi không thể than phiền. Có chỗ ở đã tốt lắm rồi, vì ở ngoài người ta phỉ báng, còn nhà đó thì họ hoan nghênh tôi đến ở miễn phí. Có được một chỗ ở như vậy để cho quý vị có thể đến gặp tôi, được như thế là tôi vui lòng lắm rồi. Và lúc ấy nhà đó cũng đang bỏ trống, bây giờ đã có người ở rồi mà còn đến đó làm gì? Tôi không thể tưởng tượng được có những người đệ tử dại khờ đến mức đó chỉ vì không nỡ từ chối. Chúng ta nên biết rằng thời gian của chúng ta rất quý báu, có thể hít thở được bao nhiêu lần đều đã được tính sẵn cả rồi. Bao nhiêu ngày sống trên thế gian này đã được tính rõ ràng. Bất kể quý vị dùng những thì giờ đó làm gì thì quý vị cũng chỉ có bao nhiêu ngày giờ đó mà thôi. Nếu quý vị thực hành tốt thì có kết quả mỹ mãn. Nếu thực hành không tốt thì số thu hoạch chỉ chừng đó, không thể kéo dài thêm ngày giờ, có hiểu ý tôi không? Chúng ta càng ngày càng già đi, vì thế càng phải hiểu điều này. Thấy đám trẻ thành tâm tích cực tu hành, còn mình đã già rồi, có dịp may đến đây tu hành mà lại đi trông coi con cho người khác, thật là dại quá mức. Có người than với tôi là nếu gặp được tôi sớm hơn thì đã theo xuất gia rồi. Thật ra quý vị chỉ nói bằng miệng mồm thôi, chứ không thật sự thực hiện những gì mà quý vị nói, vì quý vị không xả bỏ được, hiểu không? Có người tuy rất tin tưởng tôi nhưng cũng không bỏ được những quan hệ cũ. Như đã quen biết người nào đó, tôi không cố ý nói là họ không được qua lại hoặc không nên tôn kính vị thầy cũ của mình. Nhưng phải thấy rõ rằng vị thầy cũ có chỉ dẫn chúng ta đến sự giải thoát được hay không, hoặc có dạy chúng ta học đạo không. Chúng ta kính trọng thầy cũ, không có gì là sai quấy cả. Nhưng muốn được liễu thoát sanh tử, chúng ta phải hiểu rõ điều này. Tôi đã nói rồi, nơi nào dạy chúng ta làm bất cứ điều gì mà không sợ nhân quả, không cần phải giữ giới luật, như lừa gạt người ta, ăn thịt uống rượu cũng được, thì biết rằng không đúng rồi.
là người phàm phu, chúng ta còn không thể làm như thế, huống chi là người tu hành. Có hiểu ý tôi không? Gạt gẫm nữ giới, lừa gạt tiền bạc đều không đúng. Nhìn là nhận biết ngay, từ xưa đến nay, không có kinh điển nào dạy chúng ta làm như vậy. Thượng đế có tình thương bao la và đạo đức cao cả, không bao giờ ngài làm những chuyện phá hoại hạnh phúc gia đình, gạt gẫm đàn bà con gái, lừa phỉnh tiền bạc. Chỉ có những người hung ác hoặc những tội phạm mới làm những chuyện đó thôi. Cho nên nếu quý vị thấy những thứ đó thì biết ngay không đúng đạo lý rồi, không nên ở đó nghe những điều sằng bậy. Chỉ những kẻ lưu manh, những kẻ đen tối nhất trong xã hội mới có thể làm được như vậy. Nếu tin những thứ thầy đó thì tiêu đời. Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Lão Tử có làm như vậy không? Thí dụ, một mình có đến mười mấy bà vợ hoặc lừa phỉnh tiền bạc người ta. Như vậy, không sao chấp nhận được. Có học thức uyên bác như thế mà tại sao không thông suốt chân lý? Chính vì vậy, tôi nói quý vị quá lơ đễnh, rất dễ bị trúng kế, hiểu không? Cho dù có đến nơi tôi mà tâm không dứt khoát, không dùng trí huệ để suy nghĩ cân nhắc, với lại tu hành không đủ nữa là bị lợi dụng ngay, vì ma quỷ rất thích dẫn dụ đệ tử của tôi. Nếu để tôi kéo quý vị lên trên thì không trở về nữa, chúng sẽ mất đi một công cụ, vì thế chúng tức tối lắm. Những người học với tôi vốn rất thông minh, có nhiều phước báu, có trí huệ nhất mới có thể gặp được tôi, cho nên ma quỷ càng thích những người đó. Nếu như thứ ngu dốt, ma quỷ sẽ không dùng được. Vì vậy, chúng thích nhất là bắt những người có đạo đức, có phước báu, có căn trí tốt. Vì thế, chúng dùng mọi phương kế để gạt chúng ta. Chúng ta cần phải dùng trí huệ để phán đoán, nhận xét. Đồng tu chúng ta, nếu thấy ai có tình trạng đó, hãy lập tức họp nhau lại giúp đỡ. Đừng để người đó cảm thấy cô đơn một mình, rồi bị trúng quỷ kế. Bởi vì có lúc người đó yếu đuối hoặc cô đơn, không tiện tâm sự cùng ai, lại càng không tiện nói cho tôi biết. Họ nghĩ rằng sẽ tự lo liệu lấy được. Nhưng càng tự lo thì càng lún sâu vào ma lực, vì định lực không đủ, tu hành không tinh tấn, trong tâm lại lo sợ, không đủ niềm tin với tôi, hoặc tọa thiền không đủ thì rất dễ bị dao động. Nếu có thiền đầy đủ thì không bị quấy nhiễu. Quý vị có kinh nghiệm đó không? Nếu không thiền vài ngày và gặp phải tình trạng nào đó thì cảm thấy khác lạ, cảm thấy như không được sạc điện, không ăn được đầy đủ vậy. Những người bỏ tu hoặc bị tình trạng khủng hoảng bởi vì họ không đủ niềm tin với tôi, nói chuyện quá nhiều, tọa thiền quá ít. Khi tọa thiền quá ít, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm ngay, nghe hiểu không? Cho nên phải tọa thiền cho nhiều, thường hay gần gũi đồng tu, thì chúng ta sẽ không bị cô đơn và lực lượng của mình sẽ lớn mạnh hơn. Quý vị gặp ai lâm vào tình cảnh nguy ngập như thế, thì hãy mau mau giúp đỡ họ, hiểu không? Đừng để họ bị cô lập, họ không biết phải xoay trở làm sao, càng tự giải quyết càng bị ma tóm bắt, vì đã bị ma nhập rồi. Càng nhập thì càng lún sâu hơn, vì họ dùng rất nhiều quỷ kế thần sầu. Càng đi sâu vào, càng bị ảnh hưởng của bóng tối, không kịp thối bước. Đôi khi, vì họ không cầu khẩn tôi trợ giúp, thì tôi cũng không thể xen vào. Tôi chỉ còn cách đứng kế bên, chờ đợi. Vì có người nghĩ rằng họ có thể tự giải quyết chuyện được, nên không nhờ cậy vào lực lượng vạn năng. Họ quên mất lực lượng đó. Khi bị áp lực căng thẳng nên quên mất đi. Có hiểu ý tôi không? Chúng ta không nên khoanh tay nhìn đồng tu mình bị lâm vào trường hợp như vậy. Vì chúng ta là những người gần gũi họ nhất và dễ giúp đỡ họ hơn. Trong khi ấy, nhục thể tôi ở xa. Chúng ta giúp đỡ đồng tu cũng như giúp đỡ chính chúng ta vậy, hiểu không? Tu hành không đủ, nhất định sẽ có trở ngại. Chúng ta càng tọa thiền nhiều, càng biết được lực lượng của tôi vĩ đại như thế nào, và chúng ta mới càng tin hơn. Đi bất cứ nơi đâu, chúng ta thường nghe nói,
ai cầu khẩn đến tôi điều gì đều có hiệu quả. Như ở Cao Hùng, có một đồng tu trong nhà có rất nhiều gián, vị này cầu tôi giúp đỡ, bây giờ trong nhà không còn một con nào hết. Quý vị không biết tôi có thể làm những chuyện gì. Sư phụ cười. Chúng ta nghe nhiều câu chuyện như vậy nhưng vẫn chưa tin, còn sợ người có thần thông có thể hạ bẹp chúng ta, còn tin thứ thần thông nhỏ nhoi để trị bệnh. Tôi không có ý nói người chữa bệnh không tốt. Nếu họ có lòng từ bi trị bệnh thì đó là người có tâm tánh hiền lương. Nhưng nếu dùng lực lượng trị bệnh để lừa gạt người khác thì đó là lợi dụng vào lực lượng của Thượng Đế. Làm như vậy sẽ tạo nghiệp chướng không sao tưởng tượng được. Còn nhiều chuyện xấu nữa tôi không muốn nói tới vì tôi không thích nói những chuyện đó. Tôi chỉ muốn nói đến những chuyện khẳng định. Nhưng có lúc vì muốn nhắc nhở quý vị nên thận trọng một chút, vì thế đành phải nói ra. Nếu quý vị thấy ai bị trúng quỷ kế thì phải giúp đỡ ngay, hiểu không? Đừng nên thản nhiên khoanh tay đứng nhìn, vì đồng tu cũng cùng chung huyết thống với chúng ta. Họ cùng dòng huyết thống gần gũi nhất, không phải thân quyến, vì sau này chúng ta sẽ lên đó, ở cùng một nơi, làm cùng một thứ việc, được quả vị như nhau. Còn những người khác, tuy họ là cha mẹ, vợ chồng, nhưng chỉ quan hệ trong kiếp này thôi, sau đó chúng ta đều đi hết. Vì lần này là lần cuối cùng chúng ta lưu lại, chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến họ nữa. Nếu như họ không cùng tu pháp môn này, họ không thể đi cùng một hướng, hiểu không? Quý vị đừng tưởng rằng vợ chồng của quý vị là người bạn đồng tâm, không nhất định như vậy. Bạn đồng tâm của quý vị có thể là người khác. Rất có thể người đó đã ở trên kia, đang chờ đợi mình. Người đó không nhất thiết hiện giờ là chồng hoặc vợ của mình. Người đó tức là mình. Trước kia mình phân chia ra, bây giờ tu hành lên đó, hợp lại thành một. Còn vợ chồng chỉ là do nhân quả tạo thành. Giả sử chúng ta không nỗ lực tu hành thì sẽ bị bỏ lại nơi đây. Và nếu tu hành tốt hơn, chúng ta sẽ được lên đó đoàn tụ. Còn người chồng hiện giờ ở đây, khi lên đó không còn là chồng mình nữa. Rất có thể người chồng chính của mình đã ở trên kia rồi. Đó là phần nửa dương hoặc phần nửa âm đã hiện hữu trên đó rồi. Cũng không có nghĩa là khi lên đó chúng ta sẽ hợp lại thành một người. Không nhất định như thế, mình có thể biến thành hai người giống nhau như cặp sanh đôi. Bất cứ mình có phẩm chất gì thì người kia cũng có phẩm chất đó. Hai phương diện âm và dương đều quân bình. Người đó vốn là của mình, vốn đã chia đôi ra lúc đầu. Trong Thánh Kinh có nói là khi Thượng Đế tạo ra một người nam, thì Ngài lấy xương sườn của người đó để biến hóa ra người nữ. Đó là lời nói thí dụ thôi, chứ không phải thật sự lấy một xương sườn biến hóa ra như vậy. Ý thật của nó là ám chỉ âm dương phân chia ra, chúng ta biến thành ra hai người. Cho nên, chúng ta nói âm dương là nghĩa đó. Một nửa là âm, một nửa là dương. Chúng ta gọi nữ là âm, còn nam là dương. Nhưng thật ra không phải là ý đó, mà do tự mình chia ra làm hai cực. Vì vậy mới có thiên đàng, địa ngục, có tốt, xấu, đó là do mình tạo ra. Hai thứ này luôn luôn cùng chung nhau dung hòa, đời đời kiếp kiếp tu hành và cùng nhau thay đổi. Nhưng hai thứ này như nhau, có hiểu ý tôi không? Sau này, khi lên cõi trên gặp lại, nhưng đây cũng không phải là cảnh giới cuối cùng. Không phải tôi nói cảnh giới tột cùng là như vậy. Có chỗ khác là cảnh giới cuối cùng. Nhưng tôi không muốn nói thêm vì sợ ý tưởng của quý vị bị nhầm lẫn. Tôi nói về cảnh giới này vì muốn cảnh cáo quý vị rằng người tại cõi ta bà này không nhất định là chồng hoặc vợ của mình, nghe hiểu không? Người chồng hoặc người vợ thật của mình là người thật sự có liên quan đến linh thể, liên quan đến sự tu hành thôi,
chứ không liên quan đến phần thân xác, hiểu không? Khi lên trên đó, không ai có một chút khái niệm nào về quan hệ nam nữ hoặc có ý niệm ham muốn gì về thứ đó. Tuy là hai, nhưng chỉ là một. Một, nhưng mà là hai, có thể hợp chung mà cũng có thể phân chia ra. Nhưng cả hai, cùng một phẩm chất như cặp sanh đôi, có cùng một lực lượng, cùng một quyền lợi và cùng một đạo đức, có hiểu ý tôi không? Đây chỉ là chuyện nhỏ, sẵn dịp nói ra để cho quý vị thấu hiểu. Hôn nhân của chúng ta tại thế giới ta bà không phải vĩnh cửu, hiểu không? Đôi khi chồng hoặc vợ của chúng ta thật sự là thứ hôn nhân chính, nhưng trường hợp đó rất hiếm. Vì đời đời kiếp kiếp, hai người chính của chúng ta đã bị tách rời lâu lắm rồi, hiểu không? Cho nên hiện giờ ở đây đã biến thành hai người khác. Rất khó sống chung để hợp nhau lại tu hành. Một người tu, một người không tu, một người tu, một người kéo xuống. Cho nên quý vị thấy, chồng tu thì bị vợ kéo, có nghĩa là phần âm kéo phần dương của chúng ta. Cho nên vợ chồng không xong tu cũng không sao. Đợi một vài chục năm nữa, hoặc không biết chừng ngày mai, rất có thể sẽ chia tay. Có thể tối nay, ai biết được. Mọi người cười. Thế giới này rất vô thường, có thể vợ đi trước, cũng có thể chồng đi trước, không có gì là vĩnh cửu. Đồng tu chúng ta cũng có vài người đã vãng sanh, có những thân nhân hoặc bạn bè của chúng ta đã vãng sanh không kịp trối trăng, chỉ ngáp một cái như vậy rồi đi. Mọi người cười. Khi đến thế giới này, chúng ta chỉ có hai bàn tay không. Chúng ta mượn đồ của Phật, mượn lực lượng của Phật để sinh tồn. Chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền cũng nhờ vào lực lượng của Phật, có phải vậy không? Dù tin hay không tin, tất cả đều phải nhờ vào lực lượng Phật đó chăm sóc cho chúng ta từ thuở nhỏ cho đến bây giờ. Không có lực lượng đó thì chúng ta làm sao có không khí, có nước uống. Tất cả mọi vật đều do Thượng Đế tạo ra. Lẽ ra chúng ta không cần phải làm việc. Mọi vật hiện hữu tràn đầy trong hư không, nhưng vì chúng ta càng lúc càng phức tạp, bất chấp cây cối gì cũng chặt phá đi để cất nhà, cất chùa chiền to lớn, khiến rừng rậm thiên nhiên càng lúc càng thưa dần. Cây không thể mọc một cách tự nhiên, bởi vậy chúng ta phải tìm cách canh nông để kiếm tiền, tạo ra những điều rắc rối. Như trong phim God Must Be Crazy, một người sống theo lối thiên nhiên chỉ cần lục lạo tìm thức ăn, còn người kia phải bận bịu cả ngày đêm mà không sao kiếm đủ tiền để tiêu xài. Chính vì vậy, chúng ta sống trong thế giới cơ khí thật là phức tạp. Từ lực lượng của Phật, chúng ta kiếm được tiền rồi đi giúp đỡ Phật, vậy còn đòi công đức gì chứ? Làm như vậy thật ra chỉ là cách trộm cắp, không phải bố thí. Tiền của chúng ta từ đâu đến? Từ lực lượng của Phật Bồ Tát cho chúng ta, rồi chúng ta đem giúp một vị Phật khác, trong khi vị này ở trong một tình trạng cơ hàn bấp bênh. Vậy mà chúng ta còn muốn có phước báu. Cho nên, tôi nói bố thí không có công đức. Có gì là bố thí chứ? Đó là quan niệm sai lầm. Vì có khi chúng ta không hiểu biết những chuyện này, cho nên chỉ tạo thêm nghiệp chướng và tưởng rằng đó là công đức. Lúc ban đầu lọt vào thế giới này, chúng ta đến với hai bàn tay không. Thế rồi chúng ta lấy đồ của thế gian ra dùng, kiếm tiền của thế giới này, rồi quyên tiền cho một người khác, cũng ở trên thế giới này. Vậy còn muốn phước báu là nghĩa lý gì đây? Thí dụ, cha mẹ cho chúng ta tiền và cũng cho người anh hoặc người em của chúng ta bằng số tiền đó. Nhưng vì các người anh em đó không cẩn thận, bị người ta lừa bịp lấy hết cả tiền bạc, bây giờ chúng ta lấy số tiền mà cha mẹ đã cho, đem chia sẻ giúp đỡ các người anh em bất hạnh đó. Như vậy, chúng ta cần phước báo gì? Hiểu ý tôi không? Tiền đó vốn không phải của chúng ta, hiểu không? Vì thế, chúng ta phải ý thức một chút ít về giáo lý cao đẳng. Nếu không, sẽ rất dễ bị trúng kế, bị người ta kéo vào con đường kế bên, hay gọi là bàng môn tà đạo, có nghĩa là không phải chánh đạo. Chánh đạo và tà đạo rất giống nhau, rất dễ lầm lẫn,
như trên xa lộ, có những ngõ rẽ ra, nếu chúng ta không thận trọng đi vào lối rẽ đó thì phải đi vòng lại lâu hơn. Ở Formosa, có nhiều người có năng lực trị bệnh, vì lòng từ bi nên họ chỉ dạy lại cho người khác, nhưng vì tâm tính của những người khác đen tối, lợi dụng lực lượng đó làm chuyện xấu. Đầu tiên, vị thầy của họ rất tốt tánh, chỉ vì muốn chữa bệnh, muốn xoa dịu những nỗi khổ đau của kẻ khác, nên từ bi truyền nghề lại cho người đệ tử. Rốt cuộc, người đệ tử ra ngoài làm hư hỏng công việc, phá hoại tiếng tăm của vị thầy. Lẽ ra, những vị thầy đó phải bắt những đệ tử đó về trừng phạt mới đúng, không nên để họ ra ngoài làm chuyện xấu xa và lường gạt người khác như vậy. Cho nên, quý vị thấy rằng, nếu chúng ta tu hành không tốt, không có lòng từ bi, thì dùng lực lượng nào cũng đều không tốt, thấy không? Lẽ ra, lực lượng chữa bệnh rất tốt, rất từ bi, giúp đỡ người ta trong cảnh đau khổ. Cuối cùng, vì người đó không tu hành, khi lấy được lực lượng đó về, rồi lạm dụng hại kẻ khác, giống như học võ công. Ngày xưa, người thầy dạy võ tuyển lựa những học trò có lòng hiền từ, có lương tâm mới truyền dạy cho. Nếu không, vị thầy sẽ không bao giờ truyền hết bí quyết. Sợ sau này, người học trò phản trắc, dùng vũ lực hãm hại người khác. Thế mà cũng có người dùng võ công ra ngoài đàn áp kẻ yếu đuối khác. Nhưng sớm muộn gì, những loại người này cũng bị nhân quả thanh toán, chỉ tội nghiệp cho những người thầy bị liên lụy. Họ vốn là người tốt bụng hiền lương, nhưng bị những người đệ tử đó phản bội nên bị vạ lây. Tu hành cũng vậy, đó là lý do vì sao chúng ta phải rất cẩn thận. Ít ra, chúng ta lựa chọn con đường của mình hợp với đạo đức, hiểu không? Phải hợp với đạo đức trong xã hội, như vậy chúng ta mới an tâm. Ít ra, chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu. Ý nói là, giả sử con đường đó không đưa lên được cõi thiên đàng, thì cũng không phải xuống địa ngục. Và nếu chúng ta có học điều gì, cũng phải cố gắng tu hành, phải thật sự thử nghiệm một khoảng thời gian, mới biết rõ được điều đó có tốt hay không. Chúng ta làm bất cứ điều gì cũng phải thật lòng, mới có thể biết được đó là con đường chánh đạo hay không. Không thể nào đứng một chân bên này và một chân bên kia rồi phê bình, như vậy không được. Như vậy rất dễ bị kéo đi. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 20 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Bố thí không đúng sẽ là trộm cắp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 16.